Xin kính chào tất cả các bác và anh em. Em lên với các bác anh em một cái cặp vỏ thùng của Kenwood. Cặp này nó luôn còn rất là đẹp các bác nhé. Tất nhiên thì hàng bãi thì nó đẹp, rất là đẹp, nhưng không phải là đẹp tuyệt vời, nhưng mà nói chung thì như thế này em đánh giá là quá là ok rồi. Đây, em đầu tiên em sẽ quay cái hình thức để cho các bác tưởng tượng cái cấu hình của cái cặp vỏ loa để các bác mua về có thể độ chế được nhé. Đây, hình thức vuông ván đẹp tuyệt vời luôn. Những cái vết trắng trắng này là vết keo dính cái xốp vận chuyển. Anh em cái này anh em có thể lấy xăng hoặc lấy các chất tẩy anh em đánh, lấy băng chải đánh qua là sạch nhá. Đấy. Thế những cái này thì anh em vệ sinh là sạch thôi, anh em làm mình chịu khó một tí. Mình độ chế thì nó phải mình vất vả một tí anh em nhá. Đấy, những vết keo băng dính này, thế thôi. Đây các bác nhá. Mặt trước của nó đây. Đấy, ốp mặt trước đây, cái này nó lắp gá đấy, em chơi lắp chặt. Đấy, vì nó phải có ốp cơ, ốp thì em cho các bác luôn. Đấy, thùng của nó đây. Các cạnh nó đây. Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá. Ở bên trong cái bông tiêu âm của nó còn nguyên. Đấy, anh em vừa về độ chế loa quá là tuyệt vời. Hoặc các bác có cái loa nào trùng cái mẫu series này thì có vẻ các bác lắp sang thì quá là hay, nếu như cái cặp thùng loa của nhà các bác bị xấu. Đó. Đây mặt sau đây em nhá. Mặt sau đây. Đẹp luôn. Vùng vẫn đẹp hết. Model của con này là SE5 các bác nhá. Đấy. Series đây các bác nhá. Đấy, 643 nhá, đít là 643 nhá. Để em gửi đúng cái hàng em quay. Đó. Đây nha các bác nhá. Cái cấu hình nó là như này. Đấy, thì các bác đây các bác em để cái camera xuống đã. Đấy. Em sẽ tháo cái mặt này ra, các bác em lắp gá nhá. Còn lắp chặt của nó thì phải có ốc. Em sẽ có ốc ở kia rồi cho các bác rồi. Đây cái mặt nó như này đây. Tháo ra là sẽ như này. Thì bên trong của nó có lỗ bắt bát và bát chắc. Thì bây giờ em sẽ đo cái kích thước để cho các bác xem nhá. Để anh em về anh em cân đối này anh xem có lắp vừa loa như mình không. Hoặc là anh em có thể về độ chế nhá anh em nhá. Cái này anh em hoàn toàn có thể độ chế. Đây anh em nhá. Em đo cái lỗ tâm của hai cái lỗ bát ốc của nó. Cái này của nó là 11.5 anh em nhá. 11.5. Đấy, tường chéo từ hai lỗ bát ốc của 11.5. Thì cái này anh em có thể bắt được loa bát 11 cũng được, anh em gắn keo. Nói chung là mình phải biết cách độ chế. Đấy. Còn cái lỗ tâm của lỗ về đường kính bên trong là 9.2. Đường kính của lỗ tròn ấy là 9.2. Đấy. Còn hết cái này là 11.5 các bác nhá. Đó. Còn lỗ check. Lỗ check thì cái đường kính của nó đây em đo hơi khó. Đường kính của lỗ check của nó là 3.3 cm. Đấy. Còn cái lỗ bát ốc của lỗ check. Đây lỗ bát ốc của lỗ check nó rơi vào 8.5. Thì hoặc anh cái này anh hoàn toàn có thể độ chế nhá. Bé hơn một tí vẫn được. Đấy, anh em gắn keo là được. Đấy. Rồi, bây giờ em đo qua kích thước của thùng nhá. Cái căng của con này cũng còn rất là mới đẹp luôn. Nói chung về cơ bản cái cặp của thùng này rất là tuyệt vời luôn. Đây nha các bác nhá, chiều sâu của thùng tính cả lắp hay căng nó rơi vào khoảng độ 23.5. Chiều rộng của thùng là 14. Và chiều cao của thùng là 24.5. Đó. Cái căng này các bác nhá, cái căng cũng đẹp tuyệt vời luôn. Đây căng nó đây. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, không hề bị rách gì hết. Chân đầy đủ không gãy. Đấy. Đây các bác nhá, ốc của nó đây, ốc đầy đủ ốc luôn các bác nhá. Đầu tiên là các bác lắp cái vỏ thùng vào ốp chặt nhá, ốp chặt viền vào này. Đấy, xong các bác bắt đầu lắp cái này vào, lắp ốc vào. Sau khi lắp ốc vào thì các bác sẽ cắm. Đây cắm cái này nhá, cắm cái này vào trong. Lắp ốc xoáy ốc kỹ rồi các bác ấn này vào. Đấy, cái này là chính là cái chân để giữ cây căng. Đấy. Sau đó các bác lắp cây căng vào là xong. Đơn giản thế thôi. Các em sẽ chưa bắt ốc vụn để em sẽ bắt gá ốc thôi để cho các bác tháo nó dễ nhá. Đấy. Cặp này bán giá là 250.000 đồng, miễn phí ship cho các bác luôn, các bác chuyển khoản. Các bác chú ý tất cả các đơn nhỏ lẻ các bác chuyển khoản luôn nhé, miễn phí ship cho các bác. 250.000 đồng các bác nhé. Zalo của Trung Viên Audio là số 0975 575 262. Rồi em thử lên cái căng cho các bác xem nhé. Cặp này lên căng khá là đẹp luôn. Đây em chưa có cái chân giữ đâu. Đấy, nó không được, nó phải có chân giữ lên được. Đấy. Nên cái căng nhìn khá là đẹp luôn. Rồi cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Viên Audio.